Yo, hello, what's up, chào anh em nha, chào quay trở lại với channel mình đây, từ đường phố đúng người nha. Chào anh em game hẹn tại chiếm từ đường phố các bạn, ok, quay trở lại video ngày hôm nay. Trước là video cho anh em xem video, vẻ đầu video anh em xin like và một subscriber ở channel phát triển nha của anh em rất là nhiều. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đi săn cốt quà, cốt động quà anh em, không biết là tướng mới lên chưa nhờ. Khi nào mà đang tướng mới đây, không biết thời điểm hiện tại là tướng mới lên chưa, không biết anh em. Giờ dành đối lượng cốt động quà quẩy ạc thôi. Ok, đây tôi vừa làm qua tí nhiệm vụ của các bạn rồi, cũng sương sương. Hiện tại thì các bạn biết rồi, hiện tại đã có thông báo video từ video sáng rồi anh em, đó là chúng ta đang bị lỗi của sự kiện nhận code VIP code tri ân. Thế nhưng mà nó chỉ đối với đăng nhập bằng Facebook thôi. Còn đối với anh em đăng nhập bằng ạc thì vẫn là bình thường, nên là anh em cứ thế mà qua đăng nhập và nhận quà thôi. Ok, hôm nay thì tôi sẽ qua đăng nhập nhận code cho con ạc này luôn anh em. Ok, đăng nhập nào. Rồi, đây các bạn. Ok, hạc này thì VIP 12 anh em nha. VIP 12 à, 9-10 12-13 anh em, lượng code. Cách nhận code thì đơn giản thôi, vừa hướng dẫn anh em rồi. Đó, chúc mừng bạn đã nhận được VIP code anh em. Đó, chúc mừng bạn đã nhận được VIP. Tôi nhận được VIP, VIP tháng 2 à, code chứ, thiếu chữ code kìa. Lịch sử, chứ anh em nhớ lịch sử nhá. Thế mấy ông cứ nhận bị thiếu nhầm, không đến nhận ngày sao, các bạn là không nhận được. Các bạn cứ nhập chuẩn ngày này, đến ngày anh em này, phần ngày đây các bạn này, đây mùng 8 tháng 2 này, năm 2023 này. Đó, bạn đi giờ vào, giờ ngày vào. Chứ anh em để sai là lại thôi. Có đây làm riêng nhá, anh em muốn làm thì lên nhận như tôi vừa hướng dẫn xong. Đó. Anh em nào muốn có code thì nên làm như tôi vừa hướng dẫn để lấy code. Còn anh em dưới VIP 3 giờ xuống thì chưa buồn. Code này chỉ áp dụng với anh em VIP 3 trở lên. Ok. Đây là VIP code, VIP code truyền thuyết anh em. Đó. Đâu? VIP huyền thoại anh em, VIP code huyền thoại. Nói chung quà của VIP huyền thoại nói chung thì cũng không chê được các bạn, bao ngon. Bao ngon, bao khét luôn. Rồi. Được code rồi, vậy nào. 67 thùng bia rồi. Không quẩy được này cũng chiến đổ thôi anh em. Mai là sự kiện tướng mới rồi anh em, thế nhưng mà thôi, cứ chơi đi, tính sau các bạn. Califa Bonlay Kuma, đầu Kuma anh em. Dạ, căng nhờ. Cái đầu ra không ra, gọi ra Kuma. Có gì không, không có gì hết anh em. Và quà 40 thùng bia, vẫn có 40 cục thịt anh em. Sự kiện rồi, cứ quên anh em. Thôi tối nay rảnh tôi sẽ làm nhiệm vụ chiến trường cho con hàng này luôn anh em. Rồi ok các bạn, quên miết thôi. Tối nay rảnh là sẽ làm, bạn nhất định sẽ nhớ để làm. Tối nay rảnh là làm nhiệm vụ chiến trường cho con hàng này anh em. Quên miết là quên. Ok, tới luôn. Làm luôn chăm có bị vàng anh em. Đằng này nhưng cũng tính ra chưa đánh boss đâu. Ừ, nhưng còn boss luôn đấy các bạn. Bây giờ thứ trông chờ nhất phải boss biết anh em, đó là thông tin tương mới. Mong rằng nhà phát hành update lúc 9 giờ hoặc là lúc 3 giờ chiều nay anh em, chúng ta sẽ có thông tin tương mới sớm. Tôi mong rằng điều đấy sẽ xảy ra, bạn thật sự cá nhân tôi mong rằng điều đấy xảy ra. Thật sự rất hóng luôn. Mặc dù video được đăng lúc 11 giờ nhưng mà bây giờ đang nói anh em thôi, người hóng thôi. Đã có anh em là hóng thôi, mặc dù chưa biết. Hiện tại tất cả mọi thông tin đang hướng về cô lù rất là cao, nhưng mà vẫn chỉ là thông tin hướng về thôi. Chứ khẳng định thì chưa dám khẳng định là cô lù rồi anh em. Nên là mong rằng sớm thì có anh em có kết quả. Ok, thêm phát nữa nào. Ok, 100 thùng. Hai chục thùng ra, dọn đâu một thẻ anh em. Jiruma ghê vậy. Sự kiện chúng ta sẽ xuống đè qua đánh boss anh em 7 lần à. 7321 2K1 kim cương các bạn cũng được. Dương
Ok các bạn, nó đổi được cốc bia vàng đây mà. Anh chị đổi hết rồi. Chiêu mộ đặc biệt. Nói chung còn nhiệm vụ chiến trường anh em tối dành phải làm. Vượt ngục tầng 2. Thề tôi nói thật, tay tôi tay mở khéo nhất luôn các bạn. Trời ơi, thế nào, nó có bao nhiêu cái? 20 mà mở 12 cái luôn rồi ạ. Thề bản thân mình cũng thấy lẻ mình ghê luôn ấy ạ. Đúng kiểu ảo thật đấy, thế quái nào mà mình mở ra được như vậy ạ. Ô. Chưa thêm 3 xu nữa à. 83, 24 đúng không anh em? 3 xu nữa thôi. Chú 3 xu nữa mà nghe chừng khó nha. Ừ, 3 xu nghe chừng cũng khó đó. Kiếm 3 xu mà nghe chừng cũng khó đấy các bạn. 1 này, 2 này, 1 kìa. Ủa, 6 sao nữa. Ây da, ây da, ây da. Căng vậy. Chết thế nhờ, kiếm cái nhiệm vụ mà nghe chừng cũng khó khăn các bạn. Đây rồi. Chúng ta đâu thiếu thiếu 2 xu nữa các bạn. Thiếu 2 xu nữa vì mua ngoài được 8 xu thôi mà. Mua shop được 8 xu thôi các bạn. Thiếu 2 xu nữa chắc hơn. 1 này. 1 xu nữa thôi. Đây rồi. Ok các bạn, xong luôn. Bây giờ tôi sẽ thử xong xu tôi quay anh em coi nhá. Ok bạn, xong luôn nha. Lụm qua luôn các bạn. 50 thùng bia nữa. Ây da. Cũng được nhỉ. Ây da. Thêm một tặng thịt. Ô, một lượt nữa là có điểm rồi anh em. Ngon lành. Chất sự kiện nào? 30 à? Hai lần nữa cũng được anh em. Thế chưa luôn các bạn, được hai lần này thoải mái. Không chơi thôi các bạn, đã chơi nào của lát sự kiện nó mới chơi. Zero. Rồi ok. 77 thùng nữa à? Thoải mái rồi anh em. Win bệnh dịch. Ok, ngày cuối là tại trình thủ quậy đó anh em. Biết rằng mai ra tương mới rồi nhưng mà vẫn cứ quậy sự kiện gọi ngứa tay vậy ạ. Mai đằng nào tôi vẫn quậy. Ui, ô đen đâu lắm rồi mới thấy nha. Ủa, không thể ra tương mới nhỉ. Cho vài cháu Tomara con nào. Được, được, được con. Cái này được, duyệt, duyệt, duyệt. No qua lô ạ. Ngon thế nhỉ. No. Ok, tiếp tục anh em, lượm quà được ngay lo anh em, thêm một tướng lo qua lô nữa luôn. Quá ngon các bạn, 10 thùng bia lo qua lô. Vượt ngục. Úi dồi, thề, úi dồi. Nó có đúng 20 cái mà mình đi được 17 cái luôn rồi ạ. Cay thế nhỉ. Đây, tìm đối thủ anh em, tìm đối thủ ạ, cho xin tìm đối thủ ạ. Còn có bác nào mà đỉnh hơn tôi không ạ? Không qua tầng 3 mà cũng không ăn được hết các bạn. Trời ơi, két thế. Ôi, tự thấy lẻ bản thân mình ghê luôn ạ. Ok, được 3 phát nữa. 2 lượt nữa, 20 thùng bia nữa. 50. Rồi ok các bạn, quậy nào. Vừa đẹp các bạn. Ok anh em, hơi chua chát nhưng mà thôi. Cũng đủ full một lần này nữa rồi anh em. Đủ full 150 lượt là cũng được rồi. Đây, cán mốc 150 lượt anh em. Nụm quá. Ok. Chắc có mình tôi anh em. 19 trên 20 ạ. Trời ơi, lệ mình thế nhờ. Ảo thật đấy các bạn. Kéo thế. Một lần không sao anh em.
nhiều cận đây mà vẫn cứ nhầm vào mà mở ra được ạ. Quá cay, anh em quay sự kiện ra rồi, ngày mai sự kiện tướng mới nha, thắng rồi anh em. Không biết tướng mới lên chưa, nói chung thì có gió tôi sẽ cập nhật các bạn ở video theo. Hoặc là video ngày nay thì chắc thôi, kết thúc ở đây. Anh em cầm theo nhé, giờ thì bye bye.